Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ồn ồn kéo tới, giàu như vũ bão. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn của bạn sẽ biết được về tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng trong năm 2022 này như thế nào. Và từ đó, quý vị sẽ có được những kế hoạch để tránh những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống. Xem tử vi cho tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng trong năm 2022 này cho biết năm nay vận hạn của quý vị phất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong phần luận giải ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi về vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng để biết được tại sao trong năm nay họ lại có được nhiều may mắn và thành công đến như vậy. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi. Tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2022 nữ mạng, sinh năm 1953, tính theo tuổi âm lịch 70 tuổi, sao chiếu mệnh Thái Dương, Cát Tinh, mệnh Trường Lưu Thủy, Kim Sinh Thủy rất tốt. Địa chi tuổi, tuổi Tỵ gặp năm Dần, Bình Hòa, Thiên Can tuổi, Can Quý gặp Can Nhâm không tốt. Nữ mạng tuổi Quý Tỵ là người nhân hậu hòa đồng, có trái tim vô cùng ấm áp. Họ có vận số tốt, đặc biệt trong năm 2022 có Cát Tinh chiếu mệnh, dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Vậy tử vi sự nghiệp, tình cảm và sức khỏe của người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm 2022 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Quý Tỵ năm 2022 nữ mạng. Nữ mạng tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Trường Lưu Thủy, mang ý nghĩa dòng nước chảy xiết và bền bỉ. Trong bát trạch phong thủy, mệnh tuổi này thuộc cung Tốn, một trong những phi cung của Đông Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Quý Tỵ sinh năm 1953, nữ mệnh bước vào tuổi 70, tính cả tuổi Mộ. Dựa vào mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can, địa chi của tuổi và năm, ta có thể luận giải được vận trình tử vi của nữ Quý Tỵ sinh năm 1953 là tốt hay xấu. Theo năm âm lịch, năm 2022 là năm Nhâm Dần, có ngũ hành nạp âm là kim, bạch kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành kim của năm Nhâm Dần tương sinh cho hành thủy của tuổi Quý Tỵ. Dựa vào thiên can, Quý thuộc thủy bình hòa với Nhâm thuộc thủy, xét theo địa chi, Tỵ với Dần đều nằm trong bộ tứ hành xung, lục hại và tam hình. Từ đó ta có thể kết luận bản mệnh Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm Nhâm Dần có phần bình hòa, yên ổn. Bản mệnh hưởng cuộc sống an nhàn, không có nhiều lo lắng, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng nếu có phương pháp tốt thì có thể cải thiện được. Để vận trình năm được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm, nhất là với những gia chủ tuổi Tỵ bị lục hại với thái tuế. Luận giải cụ thể về tử vi năm 2022 tuổi Quý Tỵ trên mọi mặt. Dưới đây là tổng quan tử vi năm 2022 của nữ Quý Tỵ trên các phương diện sự nghiệp, tình duyên, tài lộc và sức khỏe. Công việc sự nghiệp. Đối với năm 2022 này, công việc của nữ giới tuổi Quý Tỵ đã đi vào quỹ đạo và ổn định. Đây là thời điểm an phận với cuộc sống yên bình, không nên quá bon chen, lo lắng. Đối với quý bà, vẫn có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn thì có thể duy trì những công việc nhẹ nhàng, dù tuổi cao nhưng lao động là vinh quang. Ở tuổi này, quý bà không còn đặt nặng vấn đề về công việc, lương hưu hàng tháng đủ để chi tiêu cho cuộc sống, tuổi già, vui thú, điểm viên. Tận hưởng cuộc sống an nhàn, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 nữ mạng có thể trồng trọt chăn nuôi để đời sống tinh thần được vui vẻ, thoải mái. Tình cảm gia đạo. Gia đạo của quý bà tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong năm 2022 này nhìn chung yên ổn, hòa hợp, con cháu thành đạt, hiếu thảo, lễ phép với ông bà. Bản mệnh cũng chung sống hòa hợp với con cái, không gặp phải mâu thuẫn nào. Tuy có đôi lúc do tuổi già, tính tình thay đổi, dễ cáu gắt nhưng không ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Quý bà cũng nên chia sẻ, nói chuyện nhiều hơn với con cháu để bớt cô đơn tuổi già. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Quý Tỵ cần phải mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân,
Tỵ, Dậu, Sửu. Đây chính là pháp khí phong thủy được chế tác theo bộ tam hợp quý thần của gia chủ Quý Tỵ, mang theo bên mình để tăng cường sức khỏe, được quý thần tương trợ, giúp cho gia đạo bình an và may mắn. Tài lộc. Trong năm Nhâm Dần 2022, tài lộc của nữ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 khá tốt, bản mệnh có của ăn của để. Đối với những quý bà còn sức khỏe làm việc thì vẫn có được nguồn thu tốt từ công việc, còn những người sức khỏe yếu không duy trì công việc thì sẽ được con cháu thường xuyên thăm biếu. Tuy tuổi già, nhu cầu chi tiêu không nhiều, nhưng quý bà vẫn nên chăm chút cho tuổi già, mua sắm những món đồ yêu thích, những món ăn ngon, không nên quá chi li tiết kiệm, vì ở tuổi gần đất xa trời, hãy làm điều bản thân mình mong muốn để không phải hối tiếc về điều gì. Sức khỏe. Sức khỏe của nữ giới tuổi Quý Tỵ trong năm 2022 sẽ có phần hơi kém so với các năm vừa qua. Để cải thiện sức khỏe, quý bà nên tập luyện những bài thể dục phù hợp cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thêm vào đó, năm 2022 là một năm dễ gặp các vấn đề như đau đầu, chóng mặt, khó tiêu, cần phải chú ý về đường ăn uống. Xem sao hạn của tuổi Quý Tỵ nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Quý Tỵ nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, sao Thái Dương. Trong năm Nhâm Dần, sao chiếu mệnh của nữ giới tuổi Quý Tỵ là sao Thái Dương. Sao Thái Dương đại diện cho may mắn và phú quý, hay còn được gọi là sao Nhật Diệu. Thái Dương, ý chỉ mặt trời, đem đến ánh sáng cho vạn vật, là cát tinh tốt nhất trong cửu diệu niên hạn. Nhờ được sao Thái Dương chiếu mệnh, cho nên vận khí của nữ Quý Tỵ có thể được xem là cực kỳ tốt, viên mãn về các mặt. Nguồn năng lượng mà sau này mang tới có thể khiến cho cây khô cũng dần trở nên tươi tốt. Vậy nên sự có mặt của bản mệnh trong năm nay cũng đồng thời mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Con cháu của nữ Quý Tỵ công việc dần dần đi vào ổn định, có cơ hội thăng tiến trong tương lai. Hạn tuổi. Những nữ tuổi Quý Tỵ sẽ bị chi phối bởi hạn sao Địa Võng trong năm Nhâm Dần. Sao Địa Võng thường gắn liền với những thị phi, tai tiếng không đáng có. Vậy nên quý bà cần phải chú ý tới câu chuyện hàng ngày. Tuổi già đôi khi nóng tính, nhưng bản mệnh cũng cần phải biết kiềm chế để giữ hòa khí. Ở độ tuổi này, các quý bà cần nhất là một gia đình êm ấm, con cháu vâng lời. Tuy Địa Võng hàm ý những điều không tốt, nhưng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh nên mọi chuyện vẫn đi theo hướng viên mãn. Hóa giải sao hạn. Nữ giới tuổi Quý Tỵ hoàn toàn có thể hóa giải được những điều không may do Địa Võng gây ra. Đầu tiên, bản mệnh phải cố gắng duy trì tình trạng sức khỏe ở trạng thái tốt bằng các bài tập thể dục, bởi sức khỏe xấu đi thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. Học cách lắng nghe và chia sẻ với những người trong gia đình cũng là cách để hóa giải các mâu thuẫn, để cải thiện các cảm xúc xấu. Quý bà có thể dùng người thân, có những cuộc họp mặt, gia đình hoặc là những chuyến đi xa. Bên cạnh đó, không thể thiếu một phương pháp lưu truyền từ lâu, đó là dâng sao giải hạn để cầu mong hóa giải tai ương, đem tới những điều tốt lành cho bản mệnh. Dựa vào đó, nữ Quý Tỵ sinh năm 1953, để giải hạn sao cần phải thực hiện nghi thức cúng lễ một cách thành tâm tại nhà hoặc tại các ngôi chùa tùy theo mong muốn của bản thân. Luận tử vi tuổi Quý Tỵ, năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, nữ tuổi Quý Tỵ trong năm 2022 này có nhiều điểm mốc cần phải chú ý tới trong cuộc sống và cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, vào tháng Giêng, tháng Tết của năm Nhâm Dần, bản mệnh sẽ có những khoảnh khắc sum họp đầy vui vẻ cùng với các thành viên trong gia đình. Tháng 2, nữ tuổi Quý Tỵ tháng này sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt các người bạn cũ hoặc là người quen đã lâu không gặp. Tháng 3, cần phải chú ý nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Trong tháng này cần phải chú ý đến hệ tiêu hóa và bài tiết. Tháng 4, quý bạn vào tháng này đừng nên quá chi li với bản thân, có thể tự chiêu đãi bản thân bằng một bữa ăn ngon. Tháng 5, tháng này mọi chuyện có vẻ bình hòa, quý bà nên dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Tháng 6, bản mệnh trong tháng này có thể gặp những chuyện không may như rơi rớt đồ đạc, giữa con cháu có thể xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Lúc này, lời khuyên của bản mệnh đóng vai trò rất quan trọng. Tháng 7, gia đình hòa thuận, nhận được nhiều tin vui từ con cháu, có thể là chào đón thành viên mới. Tháng 8, mọi chuyện đều suôn sẻ, quý bà chỉ cần chú ý về vấn đề ăn uống, tránh ăn đồ ăn cay nóng. Tháng 9, bản mệnh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, giảm bớt các lo âu về gia đình và sự nghiệp trong tháng này để cân bằng lại thể trạng.
tháng 10, đón nhận những niềm vui từ con cháu. Đây là thời điểm thích hợp để thực hiện những chuyến đi gia đình. Tháng 11, quý bà nên tổng hợp lại những việc đã xảy ra trong thời gian vừa rồi và đặc biệt quan tâm đến con cháu của mình. Tháng 12, vào tháng cuối của năm Nhâm Dần này, hầu như mọi chuyện đều viên mãn. Quý bà dành nhiều thời gian để tận hưởng sự quan tâm từ con cháu cũng như các công việc gia đình. Kết luận, với những thông tin trên, hy vọng các quý bà tuổi Quý Tỵ sẽ có một góc nhìn bao quát về các vấn đề trong cuộc sống. Trong năm Nhâm Dần 2022, tổng thể, năm nay là một năm cực kỳ tốt của bản mệnh, tuy nhiên vẫn cần phải chú ý thêm để tránh các bệnh tuổi già. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để lắng nghe những thông tin từ chúng tôi. Nữ mạng tuổi Quý Tỵ là người nhân hậu hòa đồng, có trái tim vô cùng ấm áp. Họ có vận số tốt, đặc biệt trong năm 2022 có cát tinh chiếu mệnh, dự báo sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được nhiều may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì vậy mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm mới 2022 Nhâm Dần và từ đó có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.